Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của Cựa Trần VN là cuộc sống bài rẻ niềng răng và bị cách ly xã hội. Và đây sẽ là một video toàn về những món ăn với cái tên gây ức chế tột cùng và vô cùng sai trái. Cái video này được làm ra là tại vì nếu như các bạn không biết thì người Việt Nam cũng vốn dĩ rất là xính ngoại. Thực tế thì giờ đỡ xính rồi. Bất kỳ một cái món ăn nào đó vừa được sáng tạo ra, vừa được chế tác ra, người ta chả cần biết nó đến từ một cái vùng đất, một cái đất nước nào đó, một cái đặc sản chỗ nào đó, người ta chỉ cần thêm một cái địa danh đằng sau đó thì mọi người sẽ tò mò mà mua. Ví dụ như là lần trước mình ra Hà Nội, mình thấy là một cái xe bánh xèo nó chạy ngang qua, nó ghi là bánh xèo Kiên Giang. Xong mình quay hỏi bà Thư, ủa chị, bánh xèo Kiên Giang nó khác gì bánh xèo bình thường? Cái bà kêu là ủa nó cũng vậy mà ta, khác gì đâu. Đây là cái lý do tôi làm ngày hôm nay. Và cái món đầu tiên thì mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là bánh hạt dẻ Sapa. Ủa nhớ là lên bữa lên Sapa là đâu thấy có bánh hạt dẻ đâu ta. Tức là nó hạt dẻ Sapa có, hạt dẻ Sapa ngon lắm, nhưng mà bánh hạt dẻ là không có. Tại vì bữa lên có thấy đâu mà ở trên kiểu các trang mạng á, kiểu marketing ghê lắm mọi người, kêu là hả mà bánh hạt dẻ đặc sản Sapa, ID Sapa cũng mang về làm quà. Mình lên mình chả thấy nó đâu hết. Thời điểm hiện tại thì nó mới có, lúc mình lên không có thì mọi người biết là mọi người confirm với mình. Trước tiên thì nó sẽ như thế này, tròn tròn như là cái bánh bánh bía mà nó chiên lên ở ngoài, chiên lên hoặc là nướng, cầm dầu lắm, dầu nhớt cả tay nè. Và nhân ở bên trong nó sẽ là hạt dẻ như thế này. Đó, kiểu như là hạt dẻ đánh ra với lại đậu xanh hay là gì đó. Trời, tính ra là một cái bánh là nhân rất là nhiều luôn á. Thì là suy ra được là tốn rất nhiều hạt dẻ. Mà hạt dẻ mình mua trên Sapa mắc muốn chết luôn, 80.000, 100.000 một gói á. Nhưng mà mình nghĩ cái này thế nào cũng sẽ trộn. Tại vì hạt dẻ mà cái bánh nó có 10.000 à. Hạt dẻ hết á. Cái vỏ ngoài đúng là kiểu bánh bánh dây lợn, bánh cái lộn bánh bánh bía chiên lơm, nhưng bên trong một cái nhân hạt dẻ nó có tròn với lại đậu xanh hay là đường gì đó, cho nên nó ngọt hơn tí, nó cũng bùi bùi kiểu hạt dẻ, nhưng mà nó không thơm bằng cái hạt dẻ thật đâu. Tại hạt dẻ Sapa ngon lắm, nhưng mà nó có một cái mùi gì đó được lạ lắm, biết kiểu mình cảm thấy cái mùi kiểu nó hơi không được thật lắm, nó hơi không được organic lắm, không được tự nhiên lắm, kiểu mùi nó hơi pha hương tới với kiểu vậy. Một cái 10.000 thực sự ăn hai cái ăn no đó mọi người. Nếu mọi người đang đói mọi người thấy ăn cái này ăn no đó, tại vì trời ơi nó bột quá thì bột. Mình không dám nói là nó dở, nhưng mà mình cũng không nói là nó ngon đâu, tại vì nó không ngon bằng hạt dẻ thật. Hạt dẻ Sapa rất là ngon và rất là thơm, rất là bùi. Còn cái này thì nó vừa bột, nó vừa dầu, nó vừa có một cái mùi hơi là lạ nữa. Nên là thôi, tùy mấy bạn muốn ăn, muốn thử hay không thì ấy. Đây là một tiệm gọi là bán hạt dẻ và cũng như là bán thêm bánh thôi. Nhưng mà trên mạng kiểu giật tít, tôi rất là ghét rồi. Đặc sản bánh hạt dẻ, đặc sản Sapa, ID cũng mang về làm quà. Bữa tôi lên không ngon con này. Đợt cỡ sao cũng thấy, tôi vô cái bảng, cái thôn hoặc là gọi là vùng thị trấn ở Sapa luôn, tôi cũng không thấy có cái bánh này luôn. Thì nếu như bây giờ nó có thì mọi người hãy comment bên dưới cho mình biết. Còn lúc mà đi thì mình thấy nó không có và mình cảm thấy là cái việc marketing nó hơi bị lừa đảo người tiêu dùng. Đó, vậy thôi, tôi bực vậy thôi. Còn cái này ăn thì mình không thấy ngon đó. Còn mọi người thì mọi người tùy vào quan điểm của mọi người. Nó giống cái bánh trung thu mà bánh trung thu nhân ngọt á. Thì là khoai lang nhiều khi. Cái này như... hạt dẻ trộn với khoai lang. Cái màu y chang, trời ơi, cái màu giống khoai lang. Trời, tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ ra rồi. Cái màu cũng ngon. Ngon rồi tới giờ. Quay tới cái món thứ hai, má ơi nó dịch. Nó dịch mà không đi đâu được, dịch mà cách ly 15 ngày luôn. Đây, và món tiếp theo của mình sẽ là hot dog. Nhưng mà hot dog ở chỗ khác thì nó hot dog thì nó vẫn là hot dog thôi. Vấn đề, cái này được xem là hot dog thì cái này cũng được xem là hot dog luôn. Ủa rồi trời ơi, kiểu như là cái người mà sáng tạo ra cái món hot dog mà tới thành phố Hồ Chí Minh mà thấy cái bánh này chắc người ta tức chết luôn á. Hot dog thì cơ bản thì nguyên thủy của nó là cái bánh mì banh như vậy và có cái xúc xích ở bên trong đúng không? Và đây là cái món tại Sài Gòn được gọi là hot dog. Tại sao được gọi là hot dog?
tại vì nó cũng là bột và nó có xúc xích ở bên trong. Nó sẽ có những nhân như thế này nè. Đây là nhân phô mai xúc xích, còn đây sẽ có là nhân pate xúc xích. Kiểu hài lắm luôn á, tức là rất là nhiều người tới Sài Gòn mà hoang mang là ủa tại sao cái bánh này gọi là bánh hot dog. Có một lần là team Hà Nội cực kỳ hoang mang luôn, không hiểu tại sao cái này gọi là bánh hot dog. Cái mình hỏi bánh này là bánh gì, ông ngoài nó nói bánh này là cái bánh tam giác. Và cái bột của nó giống với là cái bột của bánh, hơi giống bánh bột của bánh waffle. Có bột bánh cá, cái bột bánh cá mà Nhật Bản á, nhưng mà nó có hình tam giác mà người ta gọi nó là bánh hot dog thôi. Cái lý do tại sao gọi nó là bánh hot dog thì Cùi nghĩ là lúc mà cái người ta mang cái món này về á, lúc đó thì chưa, thì hot dog chưa có phổ biến ở Sài Gòn là cái bánh này đâu, thì người ta thấy cái này nó cũng vàng vàng những cái bánh hot dog rồi, nó có xúc xích cho nên người ta đặt nó là bánh hot dog. Rồi từ đó những cái con người khác bán theo, từ đó hình thành một cái chuỗi dây chuyền là bánh hot dog mà hình tam giác. Thật ra cái này ăn rất là ngon, tất thiên về vị ngọt nhiều hơn. Trong đây thì ngoài nhân pate như thế này này, nó còn có rất là nhiều nhân. Mình có một lần mình đi ở Hàng Xanh, Điện Biên Phủ, Bình Thạnh là còn có cả nhân mứt thơm, mứt nho, mứt dâu, rồi nhân trà bông. Gom lại một hồi thì cái bánh này nó tên là hot dog nhưng mà thậm chí có vài cái nó còn không có cả xúc xích nữa. À, ngoài hot dog ra thì còn có hình này, hình nọ, hình cú, hình mèo, hình chó nữa. Cho nên người Sài Gòn kiểu rất là hay và rất là sáng tạo những cái việc đặt tên, tại vì biết là người Việt Nam rất là tính ngoài nên đặt toàn tên Tây tên Tây mà. Món ăn từ Nhật Bản, món ăn từ Hàn Quốc, món ăn từ Mỹ. Đây là hot dog original. Và để so sánh với nó thì đây cũng là tiệm bánh, một tiệm hot dog cơ bản thôi. Mình search được là giờ này còn bán thôi, tại vì giờ này không ai buôn bán cái gì hết nữa cho nên rất là cực mọi người. Cái hot dog của cái chỗ này nè, nó là một cái thương hiệu xúc xích luôn, cho nên là hot dog của nó, xúc xích của họ, xúc xích rất là ngon. Ngon thật sự, giòn, dai và đậm vị thật sự. Ngoài ra mình nhớ là xúc xích hot dog cũng phải có mù tạt nữa. Hot dog này hơi bị Việt Nam hóa rồi. Thực tế cái hot dog nguyên bản này nó vẫn rất là ngon, nhưng mà theo cái khẩu vị và ý kiến cá nhân của mình á, được rèn luyện từ nhỏ là cái bánh này là cái bánh hot dog rồi, cho nên là mình vẫn nghĩ cái này là cái bánh hot dog và mình vẫn cảm thấy ăn cái này nó ngon hơn cái này. Và một cái thông tin mình mới tìm hiểu được ở ngoài lề, hot dog tại sao là có đó ở chổng, có thịt chó không, có thật đấy, nhưng mà chuyện đó đã diễn ra 200 năm trước rồi tại Đức, nhưng mà vào năm 1850 mấy tại Đức là hot dog được làm từ thịt chó thật đấy mọi người. Yêu so ghê hết nhỉ. Tôi vẫn yêu quý cái bánh này nhất hết nhỉ. It's so delicious hết nhỉ. I like it. Và món cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là hột gà nướng Thái Lan. Mang tiếng là Thái Lan vậy thôi, thực sự thì nó không có mặt ở Thái Lan. Hoặc là mình chưa tìm ra. Tại vì mình cũng có lên mạng mình search thử ở bên Thái Lan coi là nó có ra không, thì nó không có ra thiệt. Thì cái món hột gà nướng này á, thì sẽ là trứng mà mình sẽ lấy ra hết bằng một cái ống chích, tức là cái ống tim á, nhưng mà không có ghi kim. Xong rồi sau đó người ta sẽ trộn lên với gia vị, với đường, tiêu, bột ngọt này nọ. Xong người ta sẽ bơm lại vô cái trứng bằng cái ống tim, nhưng mà nó sẽ không có cái đầu tim nha. Đây là một cái món kiểu rất là lâu rồi, nhưng mà kiểu mình cảm thấy những người bán hàng rong họ marketing rất là giỏi rồi, tại vì họ biết kiểu người Việt Nam thì xính ngoại thích củ lạ, cho nên là bỏ cái gán ghép cái từ Thái Lan vô cái tự nhiên hot. Và cái món này thì đặc biệt là ở miền Bắc thì Cô chưa thấy, thì nó sẽ có gia vị ở dưới đít như vậy nè. Tại vì nướng như vậy mà thì cái gia vị nó thụt xuống. Và đây sẽ có một cái chén muối tiêu tắc ớt rất là ngon. Mình rất là ghiền cái này. Văn phòng mình cũng rất ghiền cái này. Ngon thiệt, công nhận cái này ngon. Mặc dù là hơi chưa đầu dê bánh chó một tí nhưng mà ngon. Cái này mình bên qua bên Thái Lan mình đâu có thấy đâu. Hoặc là nó có mình chưa thấy thì các bạn comment bên dưới thì mình biết. Nhưng mà theo những gì mình nhớ thì là không thấy đâu. Lòng đỏ, lòng trắng trộn này rồi cho nên là cũng không biết lòng đỏ hay lòng trắng đâu. Nhưng mà được một cái trứng này sẽ rất là béo. Béo hơn hẳn luôn á. Thêm một cái nữa là nó có gia vị cho nên nó vừa ăn hơn. Và cái nước chấm này nè, nước chấm này thì cũng tắc với lại ớt và là muối tiêu thôi, nhưng mà các bạn biết là ba cái đó mà trộn lại sẽ rất là bắt vị đúng không. Một lần ăn mình sẽ ăn ba cái trứng. Nhưng mà mình biết thật sự nó cũng không hề tốt đâu, mà nó ngon thôi. Ngon thật, có 6.000 giá à. Nếu các bạn đi Sài Gòn các bạn nên ăn thử cái món này, là món này rất là ngon. Cái món này sẽ ăn với rau răm.
bán mấy cái xe bắp nướng, khoai lang nướng rất là nhiều. Cứ buổi tối ngồi cà phê thế nào là cũng có cái xe nó chạy qua, hoặc là mấy cái quán nhậu cũng có xe nó chạy qua. Cái này ăn siêu ngon. Nó có sạch hay không thì mình không chắc. Vậy thôi, nhìn lên mình sẽ giới, mình đã giới thiệu các bạn ba món gọi là keo đồ dê bán chó tại Sài Gòn. Có ví dụ như là cái hot dog thì mình có hỏi ra thì ở miền Trung thì vẫn có. Rồi cái bánh hạt dẻ là tôi không thấy ở Sapa rồi đó. Rồi cái trứng gà nướng này thì cụ thể là miền Bắc không có, và cả Thái Lan thì không có luôn. Đây là hột gà nướng Thái Lan và Thái Lan không có. Thì đó là ý nghĩa của cái tour ngày hôm nay, khám phá là những cái món mang tên địa danh nhưng mà ở cái địa danh đó thì lại không có. Nói gì thì nói thì đây là cái món sáng tạo thực sự của Đẹp, rất là ngon. Trừ cái bánh hạt dẻ ăn hơi ngấy thì hai món còn lại thì mình vẫn rất là thích đó. Và mặc dù là mùa dịch cho nên là cũng không có mua được đúng cái chỗ nổi tiếng của nó, nhưng mà thôi như vậy cũng là tốt lắm rồi, có cầu chỗ mua là tốt lắm rồi. Và video của mình tới đây là kết thúc đây. Các bạn cảm thấy những món này như thế nào và nó có hơi sai lệch thông tin một tí thì hãy comment bên dưới cho mình biết luôn nhé, tại vì mình không phải là một đứa bách khoa toàn thư mà có thể biết được mọi chuyện đấy. Và vậy thôi, video của Cụi tới đây là kết thúc đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share lên Instagram story của nhé, và đừng quên follow Instagram của Cụi luôn. Rồi đừng quên nhấn cái chuông và subscribe luôn nhé. Rồi vậy thôi, mệt quá, tạm biệt mọi người. Đuối quá, đuối. Ngày hôm nay được đi ra đường mình muốn xỉu. Hồi gà nướng ngon lắm. Tới Sài Gòn nha.